Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Đánh thức tiềm năng văn hóa dân gian, phát huy giá trị trong đời sống hiện nay. Hồi sinh vẻ đẹp kiêu hùng, lãng mạn của Tây Bắc. Các bệnh viện hạn chế thấp nhất số tử vong do bệnh tay chân miệng. Chăm lo đời sống người lao động trong thời tiết nắng nóng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tổng kiểm kê sưu tầm văn nghệ dân gian đã được thực hiện trên toàn quốc để phát huy giá trị trong đời sống hiện nay. Công tác bảo tồn sống bằng cách truyền tải tại chỗ được tăng cường. Đó là những kết quả nổi bật của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 được tổng kết tại Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ 8 2020-2025 diễn ra ngày 20 tháng 7 tại Hà Nội. Tham dự có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương. Với hơn gần 1.500 hội viên tại khắp các tỉnh thành trên cả nước, 5 năm qua công tác nghiên cứu, sưu tầm và truyền dạy văn nghệ dân gian đã được triển khai sâu rộng. Dự án công bố phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian Việt Nam đã xuất bản được 2.500 công trình. Công tác nghiên cứu ngày càng mang tính ứng dụng cao, đánh thức tiềm năng di sản văn hóa dân gian, vừa gìn giữ vừa phát huy giá trị trong cuộc sống đương đại. Thì đã làm được 11 dự án về đề tài khoa học, trong đó nổi bật như cái dự án về văn hóa dân gian với xây dựng sản phẩm đặc thù ở vùng miền Tây Yên Bái, dự án xây dựng sản phẩm đặc thù ở làng người Mông của Vân Hồ, ở vùng người Dao của Vân Hồ, thế hoặc là dự án du lịch tâm linh ở Tuyên Quang. Các thầy ở trong Hội Văn nghệ dân gian nói rằng nếu chúng ta không tích cực để mà sưu tầm bảo quản những cái vốn văn hóa quý báu này thì chẳng mấy chốc những người nghệ nhân, những người nắm giữ những ký ức của cộng đồng họ sẽ biến mất, họ sẽ có thể là đi về với thiên cổ và chúng ta sẽ mất đi những cái vốn văn hóa rất là quý đó. Trong nhiệm kỳ mới, cùng với các giáo sư, tiến sĩ có trình độ chuyên môn cao, các nhà nghiên cứu trong cộng đồng các dân tộc, tỷ lệ hội viên trẻ ngày càng nhiều. Đây chính là nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn phát triển mới. Cái lớp già của chúng tôi thì chủ yếu là sống bằng kinh nghiệm, còn số mà có được học hàm học vị cao là ít. Nhưng bây giờ các bạn trẻ thì cái trình độ phát triển lại là 4.0, 5.0 rồi. Nên các hội viên trẻ sẽ là một cái nguồn năng lực mới, nhiệt tình mới, tâm huyết mới cho Hội Văn nghệ dân gian. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, với việc trẻ hóa đội ngũ trong nhiệm kỳ mới sẽ góp phần tích cực hơn nữa trong việc phát triển mạnh mẽ đa dạng của văn học, văn nghệ về đề tài, nội dung, loại hình, phương pháp sưu tầm, nghiên cứu nâng cao chất lượng toàn diện các công trình văn hóa, văn nghệ dân gian, đặc biệt là làm sao để văn nghệ dân gian tại các dân tộc thiểu số góp phần phát triển du lịch, nâng cao đời sống cho đồng bào. Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 7 tại Hà Nội, lễ trao giải cuộc thi thiết kế công trình cột mốc km 0 thuộc dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm. Các bài dự thi lần này được đánh giá đa dạng về ý tưởng và giải pháp. Với ý tưởng sáng tạo độc đáo thể hiện tính bền vững, gần gũi và khả thi, ngôn ngữ tạo hình tối giản nhưng tinh tế, sử dụng công nghệ cao hiện đại tạo hình chiếu sáng thêm ý nghĩa và hiệu quả thị giác cho cột mốc km số 0. Bài dự thi của nhóm tác giả Phạm Trung Hiếu, Phạm Thái Bình, Vũ Bình Minh, Phạm Huy Đông, Nguyễn Tăng Hải đã vượt qua hơn 100 tác phẩm khác để giành giải nhất chung cuộc cuộc thi thiết kế công trình cột mốc km số 0. Bài thi chính là tâm huyết, tình yêu của các tác giả đối với thủ đô Hà Nội. Tại lễ trao giải, một giải nhì, một giải ba và hai giải khuyến khích cũng đã được ban tổ chức công bố trao cho các cá nhân đạt giải. Đánh giá chung về cuộc thi, ban tổ chức khẳng định đây là một đề tài khó, tuy nhiên các bài thi vẫn đáp ứng được kỳ vọng và sẵn sàng trao đổi thêm với các tác giả nếu có điều kiện để hoàn thiện phương án thiết kế khi thi công. Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang, trong năm 2020, trên địa bàn tỉnh có thêm hơn 10.000 ha rừng trồng áp dụng theo tiêu chuẩn FSC, chứng nhận quản lý rừng bền vững. Trong đó, huyện Hàm Yên có hơn 2.400 ha, huyện Yên Sơn có hơn 8.000 ha. Với số lượng này, Tuyên Quang là tỉnh dẫn đầu cả nước về diện tích rừng sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế với trên 25.000 ha. Ngành lâm nghiệp tỉnh đang tiếp tục hướng dẫn người dân tại các địa phương tiếp tục mở rộng diện tích rừng trồng, đạt chứng chỉ quản lý rừng bền vững vì mục tiêu đưa kinh tế lâm nghiệp trở thành hình mẫu của cả nước, tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao, cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu.
vụ sai phạm tại nhà hàng Panorama, mã Pì Lèng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Theo phương án, công trình sẽ được cải tạo lại hình khối, vật liệu, màu sắc và các chi tiết kiến trúc mang dấu ấn văn hóa truyền thống đặc trưng của địa phương, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên. Việc tháo dỡ và cải tạo công trình do chủ đầu tư thực hiện theo phương án đã được tham vấn ý kiến của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Viện Bảo tồn Di tích, Cục Di sản Văn hóa, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam. Công trình này sẽ được cải tạo lại, không có chức năng lưu trú, mà chỉ là điểm dừng chân ngắm cảnh đỉnh đèo Mã Pì Lèng và hẻm vực Tu Sản. Trước đó, năm 2019, ngay sau khi có phản ánh về những sai phạm của công trình, tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo các ngành chức năng tiến hành kiểm tra. Kết quả cho thấy chủ đầu tư chỉ cung cấp được một bản vẽ thiết kế chưa qua thẩm định. Sau khi tham vấn ý kiến của các chuyên gia bộ ngành chức năng, tỉnh Hà Giang đề nghị chủ đầu tư tháo dỡ, cải tạo công trình thành điểm dừng chân, ngắm cảnh và hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Từ ngày 16 đến ngày 26 tháng 7, tại Sapa, tỉnh Lào Cai đã diễn ra giải đua ngựa lần thứ 3 mang tên Vó Ngựa Trên Mây. Giải đua do khu du lịch Sun World Fastpang Legion tổ chức với mong muốn hồi sinh vẻ đẹp kiêu hùng, lãng mạn của vùng cao Tây Bắc. Giải đua có 30 cặp đấu đến từ 5 địa phương, gồm huyện Bắc Hà, Simacai và các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang. Giải đua cũng tuân thủ đúng với truyền thống đua ngựa của các tỉnh vùng Tây Bắc. Ngựa tham gia đua đều là những con ngựa hàng ngày vẫn thổ hàng, kéo cày làm nương. Con nai ngựa cũng chính là những nông dân chân chất của các dân tộc vùng cao Tây Bắc. Lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến những kỵ sĩ của chúng ta đua ngựa trên cả một quả đồi rộng lớn như thế này thì đúng là một cảm xúc rất là khó tả và rất là bất ngờ. Em nghĩ là đây là một cái hoạt động rất là ý nghĩa và nó mang lại cái bản sắc văn hóa của vùng miền, nhất là ở Sapa. Sau thời gian mà dịch bệnh Covid hơn 3 tháng, gần như không được di chuyển đâu hết, thì hôm nay cùng có dịp đi cùng người thân đến Sapa, được nơi được xem là được cái quảng bá là nơi gặp gỡ của đất trời, thì rất là vui và thấy đây có nhiều công trình và đầu tư, rồi đặc biệt là hôm nay có cái lễ đua ngựa. Giải đua vó ngựa trên mây được coi là một trong những sản phẩm du lịch mới lạ, độc đáo nhưng mang đậm bản sắc của Sapa và của cả vùng Tây Bắc, bởi giải đua được phục dựng và lấy cảm hứng từ ngày hội đua ngựa truyền thống của đồng bào vùng cao nơi đây. Giải đua đã được tổ chức định kỳ 3 năm liên tiếp và nhận được sự đón nhận hào hứng của du khách đến với Lào Cai. Khi rời quân ngũ trở về đời sống thường ngày, nhiều thương binh bệnh binh với thương tật nặng vẫn có những đóng góp thầm lặng mà ý nghĩa cho đời. Hãy cùng chúng tôi gặp gỡ người thương binh Phạm Hồng Tư, dù mang thương tật nặng nhưng vẫn đang làm việc tốt, chuyên nghề, truyền lửa cho nhiều người. Ít ai biết rằng những sản phẩm đầy tính sáng tạo này được tạo ra từ một người thương binh nặng. 40 năm trước, ông Phạm Hồng Tư đứng trong lực lượng quân tình nguyện Việt Nam sang giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng Khmer Đỏ. Và ông bị thương ở cuộc sống, tỷ lệ thương tật 91%. Phải nằm điều dưỡng toàn thời gian, nhưng với phẩm chất của một người lính, ông không muốn tháng ngày còn lại chỉ đối mặt với giường bệnh. Học hỏi, sáng tạo, đồ đạc trong nhà luôn được ông cải biến sao cho vừa rẻ, vừa hữu dụng. Cái đấy thì cái thứ nhất là phải thích, phải say, và hai là cái nghị lực mà mình phải làm. Tức là tôi có những cái nó khó là mình gọi là mình mới gặp lần đầu, chẳng hạn mình làm thì phải làm nó bằng được. Hôm nay không làm được thì mai lại phải làm sao được. Thì các lần sau là mình làm nó cũng bình thường. Chứ còn nếu mà mình mà thấy khó mình bỏ luôn thì lần sau cũng không làm được nữa. Nên là hầu như ở đây người ta trêu bỏ thấy mang đến chỗ gọi cái trêu đùa là bác sĩ Tư là cái gì cũng làm được. Một ngày mới của ông Tư thường bắt đầu bằng việc thăm hỏi người trong làng trên chiếc xe lăn của mình. Ông còn sử dụng những kinh nghiệm và kiến thức của mình truyền dạy cho những người dân nơi đây. Xe nó rộng lắm, phải rộng nó thoải mái. Chưa bao khéo ra nó cũng thế này luôn à? Ừ thì vẫn phải làm, vẫn phải làm theo như của nó đấy, còn rộng còn chèn như này rồi. Sự là đáng nể với các bác ấy, vì này, bị thương binh và thương tật thì vẫn làm được những cái việc mà thực ra những người bình thường như chúng tôi như này nhiều người đa phần là không làm được. Thì tự bản thân mình cũng phải xác định rằng mình ở cái vị trí nào, tức là trong xã hội. Ví dụ như mình mà bị tàn tật chẳng hạn thì mình không làm những cái việc nặng nhọc hơn thì mình phải nghĩ cái việc nó phù hợp với mình đầu tiên. Dù đã có tuổi, nhưng người thương binh này vẫn miệt mài làm việc,
sự lao động cần cù, ý thức tự vượt lên bệnh tật và mọi khó khăn trong cuộc sống đã thật sự là động lực tinh thần lớn lao khiến họ tỏa sáng, là những tấm gương trong thời chiến cũng như thời bình, xứng danh với tên gọi người lính Cụ Hồ. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi năm 2019 và khó khăn trong công tác tái đàn cũng như tình hình cung cầu thị trường, dự kiến đến cuối quý 3 đầu quý 4 năm 2020, sản lượng thịt lợn mới có thể đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ trong nước. Theo Cục Chăn nuôi, lợn thương phẩm sau cai sữa sản xuất mỗi quý cần khoảng 11,5 triệu con. Tuy nhiên dự kiến quý 3 đáp ứng 11,3 triệu con, thiếu khoảng 200.000 con, và quý 4 đáp ứng khoảng 11,7 nghìn con. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng Bộ Công Thương và Bộ Ngoại giao tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp tìm nguồn hàng bảo đảm nhập khẩu thịt lợn từ các quốc gia theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp có thể nhập khẩu được lợn thịt về giết mổ ngay và nuôi thịt từ các nước lân cận để giảm ngay áp lực cho nguồn cung. Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế vừa ban hành văn bản đề nghị các bệnh viện tăng cường theo dõi người bệnh mắc tay chân miệng đang nằm nội trú trong các ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ cuối tuần để phát hiện điều trị kịp thời các ca bệnh diễn biến nặng và ghi chép hồ sơ bệnh án đầy đủ chi tiết. Theo hệ thống báo cáo giám sát bệnh truyền nhiễm từ đầu năm 2020 đến nay, cả nước ghi nhận hơn 10.700 trường hợp mắc tay chân miệng tại 63 tỉnh, thành phố. Trong đó có 6.600 trường hợp nhập viện, không có tử vong. Để hạn chế đến mức thấp nhất số tử vong do bệnh tay chân miệng, Cục Quản lý Khám chữa bệnh cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát, bổ sung kế hoạch phòng chống bệnh tay chân miệng trên địa bàn. Kiểm tra đánh giá về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, thuốc, hóa chất và vật tư y tế tại cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc, bảo đảm sẵn sàng tiếp nhận và điều trị bệnh tay chân miệng. Hiện các tỉnh Bắc Trung Bộ vẫn đang trong những ngày nắng nóng cao điểm. Nhiều người đã hạn chế ra đường và lựa chọn cho mình những giải pháp tránh nóng. Chính vì thế mà tình hình kinh doanh của nhiều cửa hàng cũng ảm đạm trầm lắng hơn nhiều. Đặc biệt là các cửa hàng kinh doanh hè phố như cà phê, trà đá hay những cửa hàng dịch vụ ăn uống buổi trưa. Chị Ngô Thị The bán hàng trên góc phố này đã 18 năm. Mỗi khi mùa hè tới, điều mà chị lo ngại nhất là làm sao để bảo quản và tránh nắng cho gian hàng hoa quả của mình. Những ngày gần đây, thời tiết nắng nóng hơn rất nhiều. Lượng khách hàng sụt giảm đến hơn 50% khiến tình hình kinh doanh của chị gặp nhiều khó khăn. Đây cũng là tình trạng chung của các quán cà phê, trà đá vỉa hè hay thậm chí là cả những gian hàng ăn uống. Riêng năm nay thì thời tiết nó nắng nóng hơn, cộng thêm mấy cả do tình hình kinh tế của do dịch Covid nó dân lan sang đây thì lại càng cái sức mua của người dân lại càng giảm sút đi nhiều. Kinh doanh ế ẩm, nhiều cửa hàng đã chi tiền lắp máy lạnh để thu hút khách hàng. Tuy nhiên, tình hình kinh doanh cũng không khá hơn bởi tâm lý chung của người tiêu dùng, không muốn ra đường và e ngại nắng nóng. Trong cái đợt nắng nóng kéo dài thì quán mình là có lắp thêm điều hòa và các cái thiết bị làm mát để thu hút khách hàng hơn. Thế nhưng mà do chắc là thời tiết khắc nghiệt nóng quá nên là mọi người cũng hạn chế ra đường. Thì ra lượng khách của mình cũng bị giảm. Tránh nắng nóng, nhiều người lựa chọn việc ngồi tại nhà, nơi làm việc và sử dụng dịch vụ giao hàng. Tuy mất thêm chi phí nhưng tiết kiệm thời gian và đảm bảo sức khỏe. Trước đây buổi trưa thì mình với cả các đồng nghiệp thì hay là ra ngoài ăn trưa, nhưng mà thời điểm gần đây thì thời tiết khá là nắng nóng và cái chỉ số UV tương đối cao, thế nên là mọi người quyết định là gọi đồ ăn về văn phòng để ăn. Đợt này thì nắng nóng cao điểm thì lượng đơn hàng cũng tăng hơn một chút so với những ngày thông thường. Trong thời gian tới, dự báo tình hình thời tiết nắng nóng có thể vẫn sẽ kéo dài. Để đảm bảo nguồn thu nhập, các cửa hàng cần nắm bắt tốt hơn xu hướng của khách hàng và thay đổi phương thức hoạt động để đáp ứng những nhu cầu khách hàng tốt nhất. Mùa hè năm nay có nhiều đợt nắng nóng kéo dài với nền nhiệt độ trung bình khá cao. Nắng nóng đã ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống và sản xuất của người lao động. Nhằm duy trì hoạt động sản xuất, bảo vệ sức khỏe của người lao động, các đơn vị doanh nghiệp ở tỉnh Hưng Yên đã áp dụng nhiều biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, chống nóng, hạn chế thấp nhất các tác động xấu đến sức khỏe người lao động. Công ty ABC Việt Nam đóng trên địa bàn xã Đoàn Đào, huyện Phù Cử, hiện có trên 400 cán bộ công nhân viên và người lao động. Với đặc thù là ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi,
nên khối lượng công việc khá nặng, người lao động chủ yếu làm việc dưới nhà xưởng. Khí hậu oi nóng trong mùa hè, làm việc tại nhà xưởng lại càng nóng hơn. Hiểu được điều đó, công ty đã bố trí quạt làm mát, điều hòa không khí cho công nhân. Khẩu phần ăn cũng được tăng từ mức 15.000 đồng hồi đầu mùa hè lên mức 20.000 đồng ở thời điểm hiện tại. Các loại bảo hiểm của công ty cũng đóng đầy đủ, cũng như là đúng luật và cũng áp dụng ở cái mức cao. Còn lại thì tham quan nghỉ mát thì cứ 2 năm một lần thì công ty cũng tổ chức trong và ngoài nước cho người lao động. Đấy cũng là công ty muốn tri ân đối với những lao động có thâm niên. Trong những cái lúc nắng nóng này thì là công ty đã hỗ trợ cho anh em là tiền mỗi một người một chai nước một ngày, cộng với đó là nước chanh đường đá và quạt mát cho toàn bộ cái hệ thống. Công ty cổ phần May Hưng Vũ ở xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi cũng rất quan tâm đến điều kiện làm việc cho người lao động. Công ty đã tăng cường hệ thống thiết bị làm mát bằng hơi nước, quạt thông gió, quạt làm mát và điều hòa tại các xưởng. Nhiệt độ trong nhà xưởng luôn không quá 32 độ C. Trong những năm qua, ngoài đảm bảo về tiền lương, thì công ty cũng có các cái chế độ thưởng và các khoản phụ cấp. Năm nay thì có cái ảnh hưởng của dịch Covid, công ty cũng đã cố gắng để cho người lao động không phải nghỉ việc, ngừng việc và vẫn đảm bảo về thu nhập. Vào những tháng mùa hè thì công ty cũng tổ chức bữa ăn phụ vào giờ giải lao buổi chiều. Đây chỉ là số ít những công ty mà người lao động được làm việc trong điều kiện môi trường đảm bảo sức khỏe. Được sự quan tâm tạo điều kiện làm việc thuận lợi nên sự vất vả của người lao động cũng vơi đi phần nào để họ yên tâm lao động sản xuất. Thời gian qua, dòng sữa hạt đã dần trở thành xu thế của người tiêu dùng với những ưu điểm nổi trội như nguồn gốc hoàn toàn tự nhiên, giàu chất dinh dưỡng và rất tốt cho người theo chế độ ít đường. Nắm bắt xu thế đó, vừa qua tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, công ty Macca Nutrition đã ra mắt 4 dòng sản phẩm sữa hạt Macca không thêm đường. Đứng trước nhu cầu ngày càng lớn của người tiêu dùng về sữa thực vật, Macca Nutrition Việt Nam tiếp tục cho ra mắt 4 hương vị mới của dòng sản phẩm sữa hạt Macca gồm sữa hạt Macca yến mạch Việt Quất, sữa hạt Macca yến mạch dâu tây, sữa hạt Macca yến mạch đậu đỏ, sữa hạt Macca yến mạch cacao, đánh dấu bước đột phá trong công nghệ sản xuất sữa thực vật. Đó là sự kết hợp độc đáo và hài hòa giữa hạt Macca cùng với các loại đậu đỗ và các loại hoa quả của ngành nông nghiệp Việt Nam. Đây là những sản phẩm mà đã được chúng tôi dày công nghiên cứu cùng với các giáo sư đầu ngành trong ngành dinh dưỡng tại Việt Nam để cho ra những sản phẩm vừa sạch vừa bổ dưỡng cho người tiêu dùng. Các dòng sản phẩm mang thương hiệu Macca đã có mặt gần 3.000 siêu thị lớn nhỏ trên toàn quốc như siêu thị Vinmart, chuỗi siêu thị Mường Thanh, chuỗi siêu thị Lan Chi, Mega, BRG, Hapro Food, T-Mart. Mặt khác, doanh nghiệp đã và đang đẩy mạnh xúc tiến thương mại, ký hợp đồng kinh tế xuất khẩu sang thị trường các nước như Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Indonesia, Ba Lan. Người tiêu dùng cần những cái dòng sản phẩm từ thiên nhiên, những dòng phẩm giàu dinh dưỡng và những dòng sản phẩm có thêm cái chức năng hỗ trợ về sức khỏe. Dòng sữa hạt mà có thêm hương vị trái cây thì công ty là đi đầu. Đến thời điểm hiện tại thì đã phân phối được 7 tháng, bình quân luôn luôn vượt 120-130% tháng trước so với tháng sau. Với các dòng sản phẩm sữa hạt đang có mặt trên thị trường, không chỉ mở thêm hướng đầu ra cho hạt Macca mà còn tạo ra nhiều sự lựa chọn các sản phẩm giàu dinh dưỡng cho người tiêu dùng Việt Nam. Thời gian gần đây, nhiều người dùng khiếu nại khi mua phải hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ trên nền tảng shop của Zalo. Về vấn đề này, đại diện Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương cho biết, ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Zalo chưa đăng ký với Bộ Công Thương theo quy định. Theo đại diện Bộ Công Thương, ứng dụng Zalo là ứng dụng di động cho phép các thương nhân, tổ chức cá nhân không phải chủ sở hữu của ứng dụng có thể tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán hàng hóa dịch vụ trên đó. Do vậy, ứng dụng Zalo là ứng dụng sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định. Tuy nhiên, Zalo Shop hiện vẫn chưa đăng ký để cung cấp dịch vụ thương mại điện tử với Bộ Công Thương. Qua giả soát, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số nhận thấy trong thời gian qua, có nhiều đối tượng có dấu hiệu lợi dụng ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Zalo để kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thưa đại chào tạm biệt.